Vô minh sự thuộc sắc giới, vô sắc giới cũng như vậy. Vì kiến sự ấy hay khởi lên nghiệp bất thiện, do nghiệp bất thiện nên đọa vào ba đường ác. Vì thế nên nói vô vi pháp không, kiết sử duyên pháp vô vi mà phát sanh là nghi tà kiến vô minh. Nghi là đối với niết bàn, nghi là có hay là không. Tà kiến là nếu xoay tâm nói rằng nhất định không có niết bàn, vô minh tương ứng với nghi tà kiến ấy, cùng độc đầu vô minh hợp lại là vô minh sử. Hỏi, nếu nói vô minh, vô vi pháp không, thời khác gì với tà kiến? Đáp, người tà kiến không tin niết bàn rồi sau sanh tâm nói nhất định không có niết bàn, còn vô vi pháp không là phá chấp thủ tướng niết bàn, thế là khác. Lại nữa, nếu người bỏ hữu vi chấp trước vô vi, vì chấp trước nên vô vi liền thành hữu vi, vì vậy nên tùy phá vô vi mà chẳng phải tà kiến, ấy gọi là hữu vi vô vi không. Chín tất cánh không, lấy hữu vi không vô vi không phá các pháp không còn có sót thừa, ấy gọi là tất cánh không. Như lậu tận a la hán gọi là tất cánh thành tịnh, do giáo thành tịnh a la hàm, cho đến khi xa lìa dục sử của cõi vô sở hữu xứ không gọi là tất cánh thanh tịnh. Đây cũng như thế, nội không ngoại không, nội ngoại không, mười phương không, đệ nhất nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, không còn thừa pháp gì chẳng không, ấy gọi là tất cánh không. Lại nữa, nếu người có quý tộc bảy đời trong ngàn vạn ước vô lượng đời mới gọi là tất cảnh quý, chứ không phải một đời, hai đời, ba đời quý tộc là thật quý. Tất cảnh không cũng như vậy, từ xưa đến đây không một pháp nhân duyên sanh nào mà nhất định thật chẳng không. Có người nói này tuy không mà lúc tối sơ chẳng không, như trời khởi thì tạo vật và minh sơ vi trần, nhưng nó thảy đều không. Vì sao? Vì quả do trời vi trần tạo ra vô thường, nên nhân trời minh sơ vi trần cũng vô thường. Còn nếu như hư không không tác quả cũng không tác nhân, trời và vi trần cũng nên như vậy. Nếu trời và vi trần cũng thường như vậy, thời không thể sanh vô thường. Nếu quá khứ không có tướng nhất định thì đời vị lai hiện tại cũng như vậy. Trong ba đời không có một pháp nào nhất định thật chẳng không, ấy gọi là tất cánh không. Hỏi, nếu ba đời đều không, cho đến vi trần và một niệm cũng không có, thời là chỗ rất đáng sợ. Các người trí tuệ vì cái vui thiền định nên bỏ cái vui thế gian, vì cái vui niết bàn nên bỏ cái vui thiền định. Ngay trong tất cánh không, cho đến niết bàn cũng không có, vậy dựa pháp gì để bỏ cái vui niết bàn? Đáp, người chấp trước ta tôi quen lấy tướng một khác để phân biệt các pháp, người như vậy thời cho tôn giáo không là đáng sợ. Như Phật nói, chỗ rất kính sợ của kẻ phàm phu đó là không ta, không của ta. Lại nữa, pháp hữu vi có ba đời, vì là pháp hữu lậu nên sanh ái trước. Niết bàn là dứt hết thảy ái trước, cớ sao đối niết bàn còn cầu lìa bỏ? Lại nữa, như tỳ kheo phá bốn giới trọng, ấy gọi là tất cánh phá giới, không bảo nhậm đắc đạo. Lại như làm tội ngũ nghịch, do giáo đóng ba đường thiện, người thủ chứng thanh văn thì do giáo không được làm Phật. Tất cảnh không cũng như vậy, đối hết thảy pháp do giáo không, không còn thừa pháp nào. Hỏi, hết thảy pháp do giáo không, việc ấy không đúng. Vì sao? Vì ba đời mười phương các pháp cho đến pháp tướng pháp trụ chắc phải có thật. Vì có một pháp thật nên các pháp khác mới là hư vọng. Nếu không có một pháp thật thời cũng không thể có các pháp hư vọng là tất cảnh không. Đáp, không có cho đến không một pháp thật. Vì sao? Vì nếu có cho đến một pháp thật thời pháp ấy phải hoặc là hữu vi hoặc là vô vi. Nếu là hữu vi thời đã phá trong đoạn hữu vi không, nếu là vô vi thời cũng đã phá trong đoạn vô vi không. Như vậy thế gian xuất thế gian, nếu thế gian thì nội không ngoại không, nội ngoại không, đại không đã phá. Nếu xuất thế gian thì đệ nhất nghĩa không đã phá, sắc pháp vô sắc pháp, hữu lậu vô lậu pháp cũng như vậy. Lại nữa, hết thảy pháp rốt ráo không ấy cũng không, không không có pháp nên cũng không có hư và thật đối đãi nhau. Lại nữa, rốt ráo không là phá hết thảy pháp khiến không còn sót lại, cho nên gọi là rốt ráo không. Nếu có chút ít thừa lại thời không gọi là rốt ráo. Nếu nói vì đối đãi nên có, việc ấy không đúng. Hỏi, các pháp chẳng phải không hết, vì sao? Vì pháp do nhân duyên nên không, mà nhân duyên thì chẳng không. Vì như nhân duyên kẻo cột hòa hợp nên gọi là nhà, nhà không mà kẻo cột cũng chẳng phải không. Đáp, nhân duyên cũng không, vì nhân duyên bất định.
Ví như cha con, do cha sanh nên gọi là con, do sanh con nên gọi là cha. Lại nữa, nhân duyên tối hậu, công chỗ nương tựa, như các loại núi sông cây cỏ chúng sanh đều nương tựa đất, đất nương tựa nước, nước nương tựa gió, gió nương tựa hư không không chỗ nương tựa. Nếu gốc không chỗ nương dựa, thì ngọn không chỗ nương dựa. Vì vậy, nên biết hết thầy, rốt ráo không? Hỏi, không phải. Các pháp phải có cội gốc như thần thông có chỗ biến hóa, vật hóa ra tuy hư dối mà hóa chủ chẳng không. Đáp, người phàm phu thấy vật biến hóa ra, không trụ lâu cho là không, hóa chủ trụ lâu nên cho là thật. Còn thánh nhân thấy hóa chủ lại từ nghiệp nhân duyên đời trước mà hợp sanh ra, đời này lại chứa các thiện pháp được lực thần thông cho nên hay biến hóa. Như trong phẩm sau của Kinh Bát Nhã Ba La Mật nói, có ba loại biến hóa là phiền não biến hóa, nghiệp biến hóa, pháp biến hóa, pháp, pháp thân, cho nên biết hóa chủ cũng không. Hỏi những thứ không bền chắc, không thật, cho nên không, còn các thứ bền chắc và thật chẳng thể không, như đại địa, núi Tu Di, nước biển cả, mặt trời, mặt trăng, kim cang là pháp thật, bền chắc, cho nên chẳng phải không. Vì cớ sao? Vì đất và núi Tu Di thường trụ trọn kiếp, các sông có khô, biển vẫn thường đầy, mặt trời, mặt trăng quanh bầu trời không bao giờ cùng. Lại như phàm phu thấy hư vọng không thật cho nên không, còn thánh nhân chứng đắc như như pháp tánh chân tế niết bàn phải là thật pháp, cớ sao rốt ráo đều không. Lại nữa, pháp hữu vi do nhân duyên sanh nên không thật, còn pháp vô vi không do nhân duyên sanh nên phải thật, cớ sao lại nói là rốt ráo không. Đáp, bền chắc không bền chắc, không nhất định, cho nên đều không. Vì cớ sao? Vì có người cho đó là bền chắc, lại có người cho đó là không bền chắc. Như người cho kim cang là bền chắc, còn đế thích tay cầm như người cầm gậy không cho là bền chắc. Lại không biết nhân duyên phá hoại kim cang nên cho kim cang là bền chắc. Nếu biết đặt nó trên xương rùa, lấy sừng dây núi đánh phá, thời biết nó không bền chắc. Như thần cào bảy thước cho biển lớn là sâu, còn chúa La Hầu Atula đứng giữa biển nước chưa đến đầu gối, lấy hai tay trên núi Tu Di cúi xuống xem thành thiện kiến ở cõi trời đang lợi. Thời cho nước biển là cạn, nếu người đoàn thọ thì cho quả đất là trường kiểu bền chắc, còn người trường thọ thời thấy quả đất vô thường chẳng bền chắc. Như Phật nói kinh, ví dụ bảy mặt trời, Phật bảo các tỳ kheo hết thảy pháp hữu vi, vô thường biến dị, đều trở về tiêu diệt. Lúc kiếp sắp hết, đại hạn lâu ngày, cỏ thuốc cây cối đều khô cháy. Khi mặt trời thứ hai xuất hiện, nước các sông nhỏ đều khô hết. Khi mặt trời thứ ba xuất hiện, nước các sông lớn đều khô hết. Khi mặt trời thứ tư xuất hiện, bốn sông lớn trong cõi Diêm Phủ Đà, Ấn Độ và ao Anna và Đạt Đa đều khô hết. Khi mặt trời thứ năm xuất hiện, biển lớn khô hết. Khi mặt trời thứ sáu xuất hiện, đại địa và núi Tu Di khói bốc như lò đốt của thợ gốm. Khi mặt trời thứ bảy xuất hiện, tất cả đều cháy tiêu, không còn hơi khói. Từ quả đất núi Tu Di đến cõi Phạm Thiên, lửa đều bốc cháy. Bấy giờ trời Quang Âm mới sanh, thấy lửa, sợ hãi nói, đã đốt Phạm Cung, sắp không đến đây ư. Các trời sanh ra trước, ví dụ các trời sanh ra sau rằng, đã từng có như vậy, đốt ngang Phạm Cung rồi tắt ở đó, không đến đây đâu. Đốt 3.000 đại thiên thế giới xong, không còn cho than. Phật dạy các tỳ kheo, việc lớn như vậy, ai tin điều đó, chỉ có tận mắt thấy mới tin được thôi. Lạc này tỳ kheo, thời quá khứ, thầy ngoại đạo, tên Tu Niết Đa La, lìa dục thực hành bốn phạm hạnh, vô lượng đệ tử cũng được lìa dục. Tu Niết Đa La mới nghĩ rằng, ta không nên cùng đệ tử sanh chung một chỗ, ta sẽ tu sâu tâm tử. Người này do tư duy sâu tâm tử nên được sanh lên cõi trời Quang Âm. Phật dạy Tu Niết Đa La chính là thân ta vậy. Ta lúc ấy chính mắt thấy việc ấy, vì vậy nên biết vật thật bền chắc đều trở về tiêu diệt. Hỏi, ông nói rốt ráo không, cớ sao còn nói vô thường? Rốt ráo không thì ngay đây chính là không, còn vô thường thì nay có sao không? Đáp, vô thường là cửa ban đầu của không. Nếu rõ thấu vô thường, thời các pháp là không. Vì vậy nên thánh nhân dùng bốn hành tướng để quán thế gian vô thường. Nếu thấy vật ái trước vô thường, vô thường thời sanh khổ, khổ nên tâm sanh nhàm chán xa lìa. Nếu là vô thường không, thời không thể chấp thủ. Như huyễn như hóa ấy gọi là không. Ngoại vật đã không, nội chủ cũng không, ấy gọi là vô ngã. Lại nữa, rốt ráo ấy là chân không. Có hai hạng chúng sanh, một, tập tham ái nhiều, hai, tập tưởng kiến nhiều. Người tham ái nhiều ưa sanh đám trước, vì vật đám trước ấy vô thường cho nên sanh ưu khổ.
Vì hạng người ấy nên nói, vật ông đắm trước là vô thường hư hoại, nên ông vì nó mà sanh khổ. Nếu vật đắm trước sanh khổ, thì không nên sanh tâm đắm trước, ấy là cửa vô tác giải thoát. Người tưởng kiến nhiều thì hay phân biệt các pháp, vì không biết thật tướng nên đắm trước tà kiến. Vì hạng người ấy nên nói thẳng các pháp rốt ráo không. Lại nữa, nếu có nói là có thể phá nên không. Đối tượng thấy đã không, chủ thể thấy cũng không, ấy gọi là rốt ráo không. Ông nói pháp của thánh nhân chứng đắc phải là thật, vì pháp thánh nhân có thể diệt ba độc, chẳng phải điên đảo hư dối, có thể làm cho chúng sanh đều khổ già bệnh chết, đạt đến niết bàn. Pháp ấy tuy là thật cũng đều từ nhân duyên mà hợp sanh, nên trước không nay có sau không, nên không thể lãnh thọ, không thể chấp trước, cũng không, chẳng phải thật. Như Phật nói kinh ví dụ trước bè, tiện pháp còn phải bỏ, huống chi pháp bất thiện. Lại nữa, pháp hữu vi vô lậu, chỉ đạo đế của thánh nhân, từ pháp hữu lậu làm duyên sanh, pháp duyên theo hữu lậu, pháp hư vọng không thật sanh ra, làm sao thật được. Địa pháp hữu vi không có pháp vô vi, như trước nói, thật tướng của pháp hữu vi chính là pháp vô vi, vì vậy hết thảy pháp rốt ráo không thể có được, nên gọi là rốt ráo không. Mười vô thỉ không, hoặc chúng sanh, hoặc pháp thế gian đều không có ban đầu, như đời nay từ nhân duyên đời trước mà có, đời trước lại từ đời trước, như vậy chuyển chuyển không có chúng sanh ban đầu. Pháp cũng như vậy, vì sao? Vì nếu trước sanh sau chết, thời không từ chết nên sanh, sanh cũng không chết. Nếu trước chết sau sanh, thời không nhân không duyên, cũng không sanh mà có chết. Vì vậy nên hết thảy pháp không có ban đầu, như trong kinh nói, Phật dạy các tỳ kheo, chúng sanh không có ban đầu do vô minh che lấp, ái ràng buộc, nên qua lại sống chết, ban đầu không thể có được. Phá pháp không ban đầu ấy, nên gọi là vô thỉ không. Hỏi vô thỉ là thật không nên phá, vì sao? Vì nếu chúng sanh và pháp có ban đầu, tức bị rơi vào biên kiến, cũng rơi vào vô nhân kiến, chấp không có nhân duyên, vô nhân luận, xa lìa các lỗi như vậy, cho nên nói chúng sanh và pháp vô thỉ, nên lấy vô thỉ không để phá vô thỉ ấy, thời trở lại rơi vào hữu thỉ kiến. Đáp, này lấy vô thỉ không phá vô thỉ kiến, lại không rơi vào hữu thỉ kiến, ví như cứu người ra khỏi lửa không nên đè vào nước sâu, nay phá vô thỉ ấy cũng không đắm vào trong hữu thỉ, ấy là hành trung đạo. Hỏi tại sao phá vô thỉ? Đáp, vì vô cùng, nếu vô cùng thời không sau, vô cùng không sau thời không giữa, nếu vô thỉ thời phá hoại người nhất thiết trí. Vì cớ sao? Vì nếu thế gian vô cùng thời không biết được ban đầu của nó, không biết được ban đầu, thời không có người nhất thiết trí. Nếu có người nhất thiết trí, thời chẳng gọi vô thỉ. Lại nữa, nếu chấp thủ tướng chúng sanh, lại chấp thủ các pháp tướng một tướng khác, lấy tướng một tướng khác ấy, từ đời nay suy lên đời trước, từ đời trước lại suy lên đời trước nữa, như vậy chuyển chuyển chúng sanh và pháp ban đầu không thể có được, thời sinh ra kiến chấp về vô thỉ, kiến chấp ấy hư vọng, lấy một và khác làm gốc, thế nên nên phá. Như lấy hữu vi không, phá hữu vi pháp, hữu vi không ấy trở lại là bệnh. Lại lấy vô vi không, phá vô vi pháp. Lại lấy vô thỉ, phá hữu thỉ, vô thỉ trở lại là bệnh. Lại lấy vô thỉ không, phá vô thỉ ấy, ấy gọi là vô thỉ không. Hỏi, nếu như vậy, cớ sao Phật nói chúng sanh qua lại sống chết mà bản tế không thể có được? Đáp, muốn khiến chúng sanh biết từ lâu xa lại đây, qua lại sống chết là rất khổ, mà sanh tâm nhảm sợ. Như kinh nói, một người ở thế gian kể cho một kiếp thọ thân bị hại, máu dồn chứa nhiều hơn nước biển, cao lốc rơi lại, và sữa mẹ cho uống cũng đều như vậy, xương chất cao hơn núi tỷ phú la. Ví dụ, cắt cỏ cây trong thiên hạ làm cái thẻ dài hai tấc, để đếm số hút cha ông tặng tổ vẫn không đếm hết. Lại như lấy hết đất làm từng viên, đếm số mẹ bà nội cũng không đếm hết. Như vậy chịu sống chết khổ não trong vô lượng kiếp, ban đầu không thể có được, tâm sanh sợ hãi mà dứt các kiết sử. Cũng như vô thường, tuy là có biên giới mà Phật dùng vô thường để độ chúng sanh, vô thỉ cũng như vậy, tuy là có biên giới, Phật cũng dùng vô thỉ để độ chúng sanh, vì độ chúng sanh khiến sanh tâm nhàm chán, nên nói có vô thỉ chẳng phải là thật có vô thỉ. Vì cớ sao? Vì nếu thật có vô thỉ, thầy không nên nói vô thỉ không? Hỏi, nếu vô thỉ chẳng phải thật pháp, cớ sao dùng nó độ người? Đáp, trong thời pháp không có độ người, các pháp được nói bằng ngôn ngữ độ người đều là pháp hữu vi hư dối. Phật dùng lực phương tiện nói là vô thỉ, vì lấy tâm không chấp trước mà nói, nên người lãnh thọ cũng được không chấp trước,
không chấp trước nên sanh nhàm chán. Lại nữa, dùng trí túc mạng thấy chúng sanh sống chết tương tục vô cùng, lúc ấy là thật. Còn nếu dùng mắt tuệ, thời lại thấy chúng sanh và pháp rốt ráo không. Vì vậy nên nói vô thủy không, như trong kinh Bát Nhã Ba La Mật nói: quán thường chẳng thật, quán vô thường cũng chẳng thật, quán khổ chẳng thật, quán vui cũng chẳng thật. Nhưng Phật bảo thường và vui là điên đảo, vô thường là khổ, là đế lý. Bởi vì chúng sanh vẫn nhiều đắm trước thường và vui, không đắm trước vô thường và khổ. Vì vậy lấy đế lý vô thường và khổ phá điên đảo thường vui. Vậy nên nói vô thường khổ là đế lý. Nếu chúng sanh lại đắm trước vô thường khổ, thời Phật nói vô thường khổ cũng không. Hữu thì vô thì cũng như vậy, vô thì có thể phá điên đảo chấp trước thì. Nếu chấp trước vô thì thời lại cho vô thì là không, đấy gọi là vô thì không. Hỏi: pháp hữu thì cũng là tà kiến nên phải phá, cớ sao chỉ phá vô thì? Đáp: hữu thì là lầm to. Vì cớ sao? Vì nếu hữu thì thân ban đầu không có nhân duyên của tội phước mà lại sanh chỗ lành chỗ dữ. Nếu hư từ nhân duyên của tội phước mà sanh ra, thời không gọi là thân ban đầu. Vì sao? Vì nếu có tội phước, thời từ thân trước thọ thân sau. Nếu thế gian vô thì thời không có lỗi như vậy. Thế nên Bồ Tát trước đã lìa bỏ tà kiến thô ác ấy, thường tập dụng vô thì, nghĩ tới chúng sanh nên nói vô thì. Thời thực hành pháp nhân duyên nên nói pháp vô thì. Vì trước được nhất thiết trí nên hoặc đối với vô thì bị sai lầm, vì vậy nên nói vô thì không. Lại nữa, vô thì đã phá hữu thì, không cần lấy không phá hữu thì. Còn nay muốn phá vô thì nên nói vô thì không. Hỏi: nếu vô thì phá hữu thì, thời hữu thì cũng có thể phá vô thì, có sao ông chỉ lấy không phá vô thì? Đáp: hai cái đó đều là tà kiến mà có sai khác. Hữu thì là nhân duyên khởi lên các tà kiến phiền não, vô thì thời là nhân duyên khởi lên từ bi và chánh kiến. Vì cớ sao? Vì nghĩ tới chúng sanh thọ khổ não, từ đời vô thì mà khởi tâm từ bi, biết tử thân lần nữa sanh thân tiếp nối không dứt. Để biết quả báo tội phước nên sanh chánh kiến. Nếu người không chấp trước vô thì tức là thiện pháp trợ đạo. Nếu thủ tướng sanh đắm trước thì tức là tà kiến, như thường kiến, vô thường kiến, hữu thị kiến. Tuy phá vô thị kiến nhưng không thể rốt ráo phá vô thị, mà vô thị có thể rốt ráo phá hữu thị. Cho nên vô thị là thắng, như thiện phá bất thiện, bất thiện phá thiện. Tuy phá lẫn nhau mà thiện có thể rốt ráo phá ác, như khi chứng được hiện thánh đạo vĩnh viễn không còn làm ác. Ác pháp thì không thế, vì thế lực nhỏ mỏng. Như người tuy khỏi tội ngũ nghịch, dứt thiện căn, đọa địa ngục, nhân duyên lâu không quá một kiếp được thoát khỏi địa ngục, cuối cùng thành đạo quả. Vô thỉ hữu thỉ hơn kém không đồng, cũng như vậy. Vì lực vô thỉ lớn nên hay phá hữu thỉ, vì vậy không nói hữu thỉ không. 11. Tán không. Tán là tướng lìa biệt, như các pháp hòa hợp nên có, như xe do tùng gọng tâm vành hợp thành. Nếu lìa rồi mỗi cái mỗi nơi, thời mất tên xe. Do năm uẩn hòa hợp nên gọi là người, nếu năm uẩn lìa biệt thời người chẳng có được. Hỏi: nói như vậy chỉ phá giả danh mà không phá sắc, cũng như lìa tán gọng thùng thời có thể phá tên xe chứ không phá gọng thùng. Tán không cũng như vậy, chỉ lìa tán năm uẩn có thể phá người mà không phá năm uẩn sắc. Đáp: sắc cũng là giả danh đều bị phá. Vì sao? Vì do vi trần hòa hợp giả danh là sắc. Hỏi: tôi không lấy vi trần, chỉ lấy cái thấy được là sắc, ấy thật là có, cớ sao khi nó phân tán ra là không? Đáp: nếu trừ vi trần, tứ đại hòa hợp làm nhân duyên sanh ra sắc có thể thấy, cũng là giả danh. Như gió bốn phương hòa hợp quạt nước làm nổi bọt, tứ đại hòa hợp thành sắc cũng như vậy. Nếu ly tán tứ đại thời không có sắc. Lại nữa, sắc ấy do hương vị xúc và bốn đại hòa hợp, cho nên có sắc có thể thấy. Nếu trừ hương vị xúc không còn có sắc riêng, lấy trí phân biệt mỗi mỗi ly tán sắc không thể có được. Nếu sắc thật có thì bỏ các pháp ấy, nên riêng có sắc nhưng lại không riêng có. Cho nên kinh nói sắc có đều do tứ đại hòa hợp mà có, hòa hợp có nên đều là giả danh, giả danh nên có thể ly tán. Hỏi: sắc uẩn giả danh nên có ly tán, còn bốn uẩn kia không sắc cớ sao ly tán? Đáp: bốn uẩn cũng là giả danh, vì quán thấy sanh già trụ rẻ ly tán trở thành không. Vì sao? Vì khi sanh khác, khi giả khác, khi trụ khác, khi diệt khác. Lại nữa, trong ba đời quán thấy bốn uẩn ấy cũng đều tán diệt. Lại nữa, tâm theo cảnh sở duyên, duyên diệt, thời diệt,
duyên phá thời phá. Lại nữa, bốn uẩn ấy bất định, tùy duyên, sanh ví như lửa, tùy ở chỗ đốt mà gọi tên. Nếu lìa chỗ đốt, thời lửa không thể có được. Nhân mắt duyên sắc, sanh nhãn thức. Nếu lìa sắc, sở duyên thời thức không thể có được. Các căn thức khác cũng như vậy, như trong kinh nói. Phật bảo La Đà, sắc uẩn ấy phá hoại tán diệt, làm cho không có gì. Bốn uẩn kia cũng như vậy, ấy gọi là tán không. Lại nữa, thí như trẻ con nhóm đất làm lâu đài thành quách xóm làm nhà cửa, hoặc gọi là gạo là bún, có đám thủ hộ sớm tối đem theo. Khi tâm nói lìa bỏ thì đạp phá tán diệt, để phàm phu cũng như vậy. Vì chưa lìa dục, sanh tâm ưa đắm các pháp. Nếu đã lìa dục thì thấy các pháp đều tán hoại vứt bỏ, ấy gọi là tán không. Lại nữa, vì các pháp tập hợp có tên gọi riêng, người phàm phu chạy theo tên gọi, sanh tâm điên đảo nhiễm trước. Phật thuyết pháp dạy quán sự thật của nó, chớ chạy theo tên gọi, có và không đều không. Như kinh Cao Chuyên Diên nói, quán tập đế thời không vô kiến, quán diệt đế thời không hữu kiến. Các nhân duyên như vậy, ấy gọi là tán không. 12. Tánh không. Các pháp tánh thường không, nhờ tương tục nên in tuồng chẳng không. Ví như nước tánh vốn lạnh, nhờ lửa nên nóng, ngừng lửa lâu thời nước trở lại lạnh. Các pháp tánh cũng như vậy, khi chưa sanh dẫu không không có gì. Như nước tánh thường lạnh, các pháp nhờ các duyên hòa hợp nên có. Như nước được lửa thành nóng, các duyên hoặc ít hoặc không có, thời không có pháp. Như lửa tắt, thời nước nóng thành lạnh. Như kinh nói, con mắt không vô ngã, vô ngã sở. Vì sao? Vì tánh nó tự như vậy, tai mũi lưỡi thân ý sắc cho đến pháp cũng đều như vậy. Hỏi, kinh ấy nói ngã, ngã sở không, ấy là nói chúng sanh không? Không phải nói pháp không, làm sao chứng minh tánh không? Đáp, trong ấy chỉ nói tánh không, không nói chúng sanh không và pháp không. Tánh không có hai, một, trong 12 nhập không ta, không của ta. Hai, tướng 12 nhập tự không, còn không ta, không của ta, là trong vận Thanh Văn nói. Trong pháp Đại Thừa nói, chính 12 nhập ta của ta không có nên không, 12 nhập tánh không có nên không. Lại nữa, nếu không có ta, không của ta, thì tự nhiên được pháp không? Vì người ta chấp trước ta của ta nên Phật chỉ nói không ta, không của ta. Như vậy phải nên biết hết thảy pháp không. Nếu ta của ta còn không chấp trước, huống chi pháp khác. Vì vậy chúng sanh không, pháp không, cuối cùng quy về một nghĩa gọi là tánh không. Lại nữa, tánh là tự có, không nhờ nhân duyên. Nếu nhờ nhân duyên thì là pháp có tạo tác, không gọi là tánh. Trong các pháp đều vô tánh. Vì sao? Vì hết thảy pháp hữu vi đều từ nhân duyên sanh. Nhân duyên sanh thời pháp có tạo tác. Nếu không từ nhân duyên hòa hợp sanh, thời là không pháp. Như vậy hết thảy pháp tánh không thể có được, đây gọi là tánh không. Hỏi, rốt ráo không, không có gì. Thời ấy là tánh không, sao nay còn nói lại? Đáp, rốt ráo không là không có gì sót lại, còn tánh không là xưa nay thường như vậy. Như nước tánh vốn lạnh, nhờ lửa nên nóng, ngưng lửa thời trở lại lạnh. Rốt ráo không như hư không, thường chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch, cớ sao nói đồng. Lại nữa, các pháp rốt ráo không, vì sao? Vì tánh nó không thể có được. Các pháp tánh không, vì sao? Vì rốt ráo không. Lại nữa, tánh không phần nhiều là Bồ Tát hành trì, còn rốt ráo không phần nhiều là chư Phật hành trì. Vì sao? Vì trong tánh không chỉ có nhân duyên hòa hợp, không có thật tánh. Còn rốt ráo không thì ba đời thanh tịnh có sai khác như vậy. Lại nữa, hết thảy pháp tánh có hai, một là tánh chung, hai là tánh riêng. Tánh chung là vô thường, khổ, không, vô ngã, vô sanh, vô diệt, vô lai, vô khứ, vô nhập, vô xuất. Tánh riêng là như lửa tánh nóng, nước tánh ướt, tâm là tánh biết. Như người ưa làm ác nên gọi là tánh ác, ưa làm thiện nên gọi là tánh thiện. Như trong kinh Thập Lực nói, phải biết các chủng tánh của thế gian, các tánh như vậy đều không, ấy gọi là tánh không. Vì sao? Vì nếu tánh vô thường là thật thì mất nghiệp quả báo. Vì sao? Vì sanh diệt qua đi không trụ lại, nên sáu căn không lãnh thọ sáu trần cũng không chứa tập nhân duyên. Nếu không chứa tập thời không tục tinh tọa thiền. Vì vậy biết tánh vô thường là không thể có được, vô thường còn không thể có được, huống chi thường. Lại nữa, tánh khổ cũng không thể có được, nếu thật có khổ thời không nên sanh tâm nhiễm đắm. Nếu người chán sợ khổ thống, thời trong các thứ vui cũng nên chán sợ. Và Phật cũng không nên nói ba thọ khổ vui.
Không khổ không vui cũng không đền đối khổ sanh giận, đối vui sanh ưa, đối không khổ không vui sanh si. Nếu một tướng thời đối vui nên sanh giận, đối khổ nên sanh ưa, những việc ấy không đúng, như vậy tánh khổ còn không thể có được, huống chi tánh vui hư vọng mà lại có thể có được. Lại nữa, tướng không cũng không thể có được. Vì sao? Vì nếu có tướng không, thời không có tội phước không có, nên cũng không có đời nay đời sau. Lại nữa, các pháp đối đãi nhau có. Vì sao? Vì nếu có không phải nên có thật, nếu có thật phải nên có không. Tánh không còn không cũng là có thật. Lại nữa, nếu không tà, thời không trói không mở, cũng không từ đời này đến đời sau chịu tội phước, cũng không có nghiệp nhân duyên quả báo do các nhân duyên như vậy. Biết tánh vô ngã còn không thể có được, cũng là tánh ngã. Lại nữa, tánh vô sanh vô diệt cũng chẳng thật. Vì sao? Vì nếu thật, thầy rơi vào thường kiến. Nếu hết thầy pháp thường, thầy không tội không phước. Nếu có, thời thường có, không thời thường không. Nếu không thời không sanh, có thời không mất. Như tánh bất sanh bất diệt không thể có được, uống là tánh sanh diệt. Các tánh chung không đi không lại, không ra không vào cũng như vậy. Lại nữa, các pháp có tánh riêng cũng không phải. Vì sao? Ví như lửa hay đốt, sắc màu hay chiếu sáng, hay thứ hòa hợp nên gọi là lửa. Nếu lửa hay thứ mà có lửa, thời lý đáng riêng sở dụng, song thật không có sở dụng riêng. Vì vậy nên biết lửa là giả danh cũng không có thật. Nếu thật không lửa, cớ sao nói nóng là tánh của lửa? Lại nữa, tánh nóng từ các nhân duyên sanh, trong có thân căn, ngoài có sắc xúc chạm, hòa hợp sanh thân thức, biết có nóng. Nếu chỉ trừ hòa hợp, thời không có tánh nóng, vì vậy nên biết nóng chẳng phải tánh lửa. Lại nữa, nếu lửa thật có tánh nóng, cớ sao có người vào lửa không cháy, và lửa trong thân người sao không đốt thân? Lửa không, lửa giữa không, nước không làm tắt được. Vì lửa không có tánh nóng nhất định, do lực thần thông lửa không đốt thân được, do nhân duyên của nghiệp mà năm tạng trong ngực người không cháy, do lực dòng thần nước không làm tắt được. Lại nữa, nếu tánh nóng với lửa khác nhau, thời lửa chẳng phải nóng. Nếu tánh nóng với lửa là một, cớ sao nói nóng là tánh của lửa? Các tánh lạnh cũng như vậy, tánh chung tánh riêng ấy không có, gọi là tánh không. Lại nữa, tánh không là từ xưa lại nay không. Như người thế gian cho vật hư vọng, không lâu bền là không. Còn các vật như núi Tu Di, Kim Cang và điều thánh nhân biết thì cho là chân thật chẳng không. Để dứt các nghi ấy, Phật nói các thứ tuy kiên cố bền chắc lâu dài cũng đều là tánh không. Trí tuệ của thánh nhân tuy độ chúng sanh, dứt hết các phiền não mà tánh không thể có được, cho nên cũng là không. Lại nữa, người ta cho năm uẩn, 12 nhập, 18 giới đều không. Chỉ như như phát tánh thật tế là thật tánh của nó. Phật muốn dứt các nghi ấy nên chỉ phân biệt nói năm uẩn, như như phát tánh thật tế cũng đều là không, ấy gọi là tánh không. Lại nữa, tánh hữu vi có ba tướng là sanh trụ diệt. Tánh vô vi cũng có ba tướng là bất sanh bất trụ bất diệt. Tánh hữu vi còn không cũng là pháp vô vi. Tánh vô vi còn không cũng là pháp vô vi. Do tác nhân duyên ấy, tánh không thể có được, đây gọi là tánh không.